À, muốn tắm hả? Hả? Tắm không? Tắm đi xuống đây, mẹ cởi đồ vào trong. Ờ, đây. Quần áo nha. Ôi, xuống đây, xuống đi con. Úp, đứng lên mẹ cởi quần áo ra. Làm xuống, làm xuống không? Mà đã thế nhờ. Ừ, đã nhờ. Đã thế nhờ. Tắm đi, bơi đi. Cô bơi đi. Bơi đi con. Bơi đi cô, bơi đi. Rồi xuống xuống xuống. Bơi đi, bơi đi. Rồi. Không nghỉ nữa. Ờ Thằng Vy, muốn sờ vội hả? Tớ sợ tắm hả? Cô, xuống đi. Thôi bơi đi, chị ra để mẹ tắm cho em. Thôi. Để cho em chung này. Thôi nha, không có trêu em nha. Không có trêu em nha. Nào, cô lại đây. Cô lại đây nào, cô lại đây. Trời ơi, em cũng nhìn không kém ở đây. Ở đây phải xoa dầu cho em cô lại đây. Không cho đấy chứ. Nào, ở đây mẹ xoa dầu này. Nào, ở đây mẹ tắm đi không? Nhanh nhanh. Lên đây mẹ tắm cho nào. Nào tắm nào. Trời ơi đã quá giờ không thích hả? Không muốn tắm hả? Nào. Nào. Nào.
này mà hả? Để nhờ em mặc đồ trước nhá. Su mới ngủ hả? Su mặc đồ nhé. Chú ngon không chú? Su, mẹ đây với mẹ nè. Cô ngồi lên đây cô. Giờ mẹ hỏi nhá, là hôm nay hai đứa làm gì mà một đứa thì chạy ngoài vườn, còn một đứa thì đi người ướt xuống.
Giờ anh cô kể cho mẹ nghe xem thử là lúc nãy anh cô làm gì mà để chạy răng em Su đi rất sũng nào. Là như thế hả con? Ồ, là như thế hả ta em hả? À, em đi xong rồi làm con đi tìm hả? Ồ, em hư nhè. Thế em Su thì làm sao nào? Ừ, anh cu ngồi đây mẹ hỏi em Su nào. Ừ, giờ mẹ hỏi em Su nhá. Em Su làm sao mà để quần áo ướt nhoẹt hả? Làm sao nhỉ? Em Su không nói cho mẹ nghe được nhỉ? Chợ thì con ở nhà con nhớ các anh em kỹ nhé, không được lơ là như thế đâu nhé, không được xem điện thoại đâu nhé. Ở chơi với em xong rồi lát nữa mẹ về xong rồi mẹ trông em thì cho con xem điện thoại được không? Còn em Su nào, em Su bữa nay là chị ở trong nhà chơi, xong rồi khi nào mà có mẹ với anh cu thì mới được ra ngoài, không là bẩn hết quần áo. May mà mẹ về kịp chứ mẹ không về kịp là ướt hết, ở như thế mãi là ốm, nghe chưa? Anh cu biết chưa? Nhớ nghe chưa? Nào, mẹ đến nha. Ừ. Nhá. Đi chơi nha. Đi nào. Để hai đứa đi chơi nào. Ê, cúp, đi lên mẹ nào. Cúp, đi nào. Giờ mình đi xem điện thoại nhỉ. Cúp đi nào. Ừ. Đây, con muốn xem điện thoại đúng không? Đi lại đây nào. Đi lại đây với mẹ nào. Rồi, trèo lên. Lại nằm đây. Đây. Nằm đây nằm. Cô thích xem điện thoại đúng không? Rồi mẹ mở điện thoại cho cô xem nhé.
Cô ơi, lâu thế con? Xong chưa? Xong chưa con? Cô ơi, cô, lâu thế nhỉ? Mệt hả? Em ở nhà với Sung cả ngày mệt hả? Ồ, tội nhờ. Đau bụng ở chỗ này hả? Ừ. Đau lắm nữa không? Còn đau bụng nữa không? Hả? Đau bụng nữa không? Trời ơi, nó làm phành ra thế này á. Làm phành ra thế này á. Mệt lắm không? Mệt lắm hả con? Ừ. Hả? Mệt hả? Ôi trời ơi, tội nghiệp. Đã, xô hả? Con ở cùng chơi một tí nhé. Mẹ trông anh nhé. Anh đang mệt nhé. Nhé. Ừ, anh đang mệt. Thôi con đi chơi đi. Mệt lắm không? Mệt lắm. Để cho con ngủ nhé. Cô cô thế nhỉ? Cô cô thế nhỉ? Còn đau bụng nữa không con? Đau bụng không? Mệt lắm rồi. Cô cô mệt lắm rồi. Làm lúc mệt lắm rồi. Đâu nào? Giờ còn đau nữa không? Đau bụng không? Ừ. Cô đau bụng không? Ngủ nhé, mẹ Duy ngủ nhé. Đau bụng nữa không? Cho bụng cho nhé. Nhá. Nhá. Em xua đâu rồi?
cái gu rồi mẹ lại mẹ cho đi vệ sinh nhá. Mẹ đi cô đi ngủ nhá. Con ra đây làm để mẹ đi cho em xu nữa này. Con nằm nghỉ nhé. Mẹ vào mẹ rửa ráy cho em xu đi vệ sinh nhé. Nào, mẹ xem nào, xem em xu nào, đi vệ sinh hả? Để cởi đồ cho nó. Cởi đồ nhá. Con húc ỉ ở mà sao con lại đi vào nhà vệ sinh rồi Su? Con đâu có ỉ ở đâu. Đây là mẹ rửa váy của con chứ con húc ỉ ở này. Nghịch quá trời nghịch. Hay là bắt trước anh cô? Bắt trước anh cô phải không? Sao không đi ỉa thì đừng có chào vào nhà vệ sinh này nhá. Này là bắt chước anh cu đi vệ sinh này đi theo đúng không? Em sung sướng không? Đã nhỉ. Đã nhỉ. Đã nhỉ. Đấm đã thế nhỉ. Thích không? Thích không? Thích không? Anh cô hết bốn cho lên đây mẹ xem nào. Anh cô lên đây. Lên đây mẹ xem nào. Nào, lên đây. Lên đây ngồi với mẹ. Thích à? Chào. Hả? Hai anh em nói chuyện gì đấy? Hả? Mia Su. Mia.